Ba ngày đầu tháng 10 âm lịch, ba tuổi này vét cạn lộc trời, trúng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, khi đối mặt với một vấn đề khó khăn, có rất nhiều người rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn. Một số người khác thì lại khá bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết và hướng đi tốt nhất. Quả thực, trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề bất ngờ xảy ra xung quanh chúng ta, khiến chúng ta không thể lường trước được. Những ngày gần đây, chúng ta đang theo dõi rất nhiều về cơn bão của miền Trung, của đất nước và vô cùng đau xót trước sự mất mát của bao nhiêu gia đình, từ tiền bạc đến cả việc mất đi người thân. Không nói đâu xa, đó chính là những tai họa bất ngờ mà không ai đoán được trước. Bên cạnh đó, có rất nhiều may mắn hơn nhận được hồng phúc trời ban mà đại nạn không chết lại có phúc báo ba đời. Theo các bậc thầy tử vi phương Đông có chỉ rõ, trong 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch tới đây, có duy nhất ba con giáp này số đỏ như son, hướng hết lộc của thiên hạ, giàu sang phú quý, khiến thiên hạ cũng phải trầm trồ. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là ba con giáp nào mà lại có may mắn như vậy trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, tuổi Tý. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao. Tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Bước sang tháng 10 âm lịch, trong thời điểm 3 ngày đầu tháng, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý đạt được những bước tiến đáng kể nhờ có sự xuất hiện của tam hội mang tới không ít trợ lực cho bản mệnh. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự nghiệp của những chú chuột trong tháng này khi bạn sẽ nhận được những sự trợ giúp kịp thời và hữu ích của người bên cạnh. Từ đó có thể khắc phục được những khó khăn còn chưa giải quyết suốt thời gian qua. Con giáp này đưa ra được nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo, hữu ích cho tập thể khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ. Có thể thấy, sự mới mẻ và đột phá đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của những chú chuột thời điểm này. Song bên cạnh đó, cũng có nhiều việc vốn dĩ đã được tiến hành dập khuôn theo lối mòn từ rất lâu. Bạn cần phải cải thiện để có những bước đột phá mới. Cùng lúc đó, lại có sao tà phù giúp sức, bản mệnh cũng có thể có được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Hãy tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Mọi công lao của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Tý báo hiệu sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu tiểu nhân hãm hại, muốn ổn định, làm tốt việc của mình cũng không xong. Tài vận trong tháng không có nhiều biến động, song điều đó đồng nghĩa với việc các kế hoạch cải thiện thu nhập của mệnh chủ vẫn chưa thực sự suôn sẻ như mong muốn. Hơn nữa, trong tháng có điểm tiểu nhân quấy phá, bạn tốt nhất nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt vì tin người một cách ngây thơ. Hay nói cách khác, các kế hoạch cải thiện thu nhập của mệnh chủ vẫn chưa thực sự suôn sẻ như mong muốn. Có lẽ bạn vẫn phải kiên trì thêm hoặc dò soát lại từ đầu xem phương hướng mình lựa chọn đã thật sự phù hợp chưa để có sự điều chỉnh kịp thời. Người theo đuổi kinh doanh, buôn bán có thể thay đổi phương thức làm việc để tạo hiệu quả cao hơn. Dù vậy, đừng vì vội kiếm tiền làm giàu mà tham lam, mù quáng, chạy theo cái lợi trước mắt rồi rời bỏ những rủi ro tiềm ẩn. Nhất là khi trong tháng có điểm tiểu nhân quấy phá, bạn tốt nhất nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt vì tin người một cách ngây thơ. Tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn.
Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Người tuổi Dần luôn có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch cho thấy 3 ngày đầu tháng, người tuổi Dần sẽ có không ít thách thức và cả cơ hội mới đi kèm. Đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ là người có được thành công như ý và ngược lại. Nhờ được nhị hợp quý nhân nâng đỡ, công việc có những khởi sắc nhất định so với tháng trước. Cát khí lan tràn, mọi việc tiến hành thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, mở ra con đường thăng quan, tiến chức. Lại thêm chính ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp này bắt tay vào hành động. Thay vì suy nghĩ, chần chừ, thiếu quyết đoán thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp bạn thành công. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, thiên đức cát tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi trở ngại phía trước. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Tài lộc trong thời điểm này của tuổi Dần ở mức khá lý tưởng, không đến mức dư thừa. Không đến mức dư thừa nhiều, nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những bước thành công. Với sự giúp đỡ từ quý nhân lục hợp, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình khiến bạn có một tháng thảnh thơi hơn. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh. Sự độc lập và tự tin giúp cho những chú hổ từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, mệnh chủ sẽ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản. Có thể thử cân nhắc đến chuyện đầu tư mạo hiểm. Song đừng vì thấy vận thế tốt mà làm liều. Cần xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi quyết định. Chưa chắc liều đã ăn nhiều. Tuy nhiên, nguyên lệnh lâm tử nhắc nhở bản mệnh trước khi dùng tiền cần có sự tính toán kỹ càng, tỉ mỉ thì mới có thể thu lợi về cho mình. Một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn đánh mất hết những gì bản thân đã tích cóp và cày kiếm bấy lâu. May mắn là vận trình tình cảm của bạn cũng đang diễn ra hết sức êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, không có điều gì phải lo lắng, hầu như không thấy dấu hiệu tranh cãi, bất hòa trong gia đình. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái được cải thiện đáng kể. Dù vậy, bạn cũng nên dành thêm thời gian cho gia đình. Có vẻ thời gian qua, bạn đã quá bận rộn cho công việc. Tử vi tháng dự báo sức khỏe của bạn khá ổn định, chỉ cần duy trì tâm lý thoải mái, suy nghĩ lạc quan thì dù có bệnh tật cũng sớm hồi phục. Chú ý cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tránh khiến cơ thể lao lực. Tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Tử vi học có cho thấy rằng 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch đối với người tuổi Mão là thời điểm mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại bạn những thành quả xứng đáng. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn đến vận trình trong tháng này của những chú mèo. Sẽ thấy là đường công danh đang rất rộng mở. Những khó khăn trong công việc dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và sự thăng tiến. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, làm gì cũng có thể gặt hái được kết quả tốt lành, ngày chạm tới mục tiêu không còn xa. Nhờ những lợi thế cả chủ quan và khách quan, con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với chính bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, thôi thúc khiến bản mệnh chẳng thể ngồi im, thay vào đó là chủ động đón đầu cơ hội, dám thẳng thắn đối mặt với thách thức. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên chú ý và trao những cơ hội có tác động tích cực đến kế hoạch cá nhân và đường phát triển trong tương lai. Gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Mão tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng ngày càng rộng mở. Tài vận chỉ ở mức bình thường, đủ chi, đủ tiêu chứ không có khoản thu nhập nào quá rủng rỉnh. Dù vậy, bạn vẫn có thể tự cải thiện vận trình tài lộc của mình bằng cách tìm thêm các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ để tăng thêm thu nhập.
Tuy nhiên, hoạt động cầu tài nên tiến hành ở mức vừa phải, tránh thất thoát không đáng có ở thời điểm này. Các dự án đầu tư mạo hiểm cũng không phù hợp, chớ nên cố chấp một cách mù quáng mà ném tiền qua cửa sổ. Với người làm kinh doanh, thời điểm này xuất hiện khá nhiều cơ hội đầu tư, bản mệnh có thể cân nhắc tiến hành. Đôi khi phải liều lĩnh một chút mới có thể tạo ra sự đột phá. Xét về đường tình duyên, các mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đều có tiến triển mới. Người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới. Tỷ lệ thành công trong công việc tìm kiếm bạn đời trong lúc này là rất cao. Với người đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Vận trình sức khỏe báo hiệu một vài trục trặc về sức khỏe sẽ xảy ra. Bản mệnh cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, hung tinh Bạch Hổ nhắc nhở mệnh chủ cần đi đứng thận trọng, đề phòng họa huyết quang, tai nạn, gặp sự cố bất ngờ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.